Cảm nhận xe thì em thấy nó khác biệt về màu đèn, nhưng mà thấy phân khúc thì nó cũng còn như vậy. Thấy xe này nó có thể vượt trội hơn những xe trước nhiều hơn, những thay đổi như đèn đèn led này, với đồng hồ full CD, rồi thay được thay thế ở phần trước là bánh lớn hơn. Mình thấy Exciter mới bây giờ hiện tại bây giờ ra năm 2019, họ ra một phiên bản mới có thay đổi rất là nhiều chi tiết, như một cách xin đường của động cơ phân khối lớn đã được và bên dòng phân khối lớn đã được đưa qua bên dòng xe phổ thông, và có thêm một cách động cơ tạm thời cũng bên qua phân khối lớn chuyển qua bên dòng xe phổ thông, điều rất là hay. Và đặc biệt thêm một cái thay đổi lớn của bên dòng Exciter đó là thay đổi từ đèn halogen qua đèn led sáng trắng, đó là kết hợp công nghệ hiện đại của phiên bản 2019 và đồng hồ full led LCD. Từ những tính năng vượt trội như cái đồng hồ tích tốc mát, rồi những cái thay đổi về cái kết cấu động cơ của nó thì có thể giúp chúng tôi trên các đường trường các khám phá những công đường tốt hơn. Trước mắt thì cũng tạm hài lòng, tuy thay đổi không nhiều nhưng mà như vậy cũng được, là cũng có thay đổi rồi. Thì theo những thông tin mà chúng tôi nhận được từ Yamaha thì đúng là rất hài lòng với sản phẩm mới này và rất mong muốn là sẽ được sử dụng nó trong thời gian sớm nhất. Dạ em thấy hình như nó cũng xứng đáng với giá cả của nó như thế. Mình rất là thích nhất đó là cái đồng hồ LCD rất là ok, và điều đó sẽ làm cho mình rõ nhận diện đồng hồ rõ ràng hơn khi mình đi với tốc độ cao. Dạ mong muốn thay đổi cái phân khúc nó lên lớn hơn một chút, chẳng hạn như 155 hay 75 gì đó. Nếu anh hy vọng thì anh hy vọng nhiều lắm, động cơ nè, công nghệ như là ABS nè, đó những cái đó nó quan trọng hơn, hoặc là ba bánh thiên chẳng hạn. Hình như có thể tăng lên cái CC, ví dụ lên 175 đấy, để đáp ứng được cái đam mê tốc độ của chúng tôi. Mình sẽ muốn bỏ luôn cái sử dụng đồng chìa khóa cơ, mà sử dụng luôn đó là chìa khóa đồng mắt. Chứ hiện tại bây giờ mình thấy Exciter 2019 vẫn là sử dụng chìa khóa cơ, chứ vẫn tuy rằng có định vị và đồng mắt, nhưng mà vẫn sử dụng là chìa khóa cơ. Cái đó thì mình đường đà nhiều khi đôi khi mình quên chìa khóa ở đâu đó,